Tiếng khóc ấy dai dẳng và nhức nhối cứ theo mãi bên chúng tôi suốt thời gian ở lại khoa dưỡng nhi của bệnh viện phụ sản Từ Dũ, cũng như trong suốt quá trình thực hiện phóng sự này. Cũng chính những tiếng khóc chào đời như thế đã từng là niềm hạnh phúc không bờ bến cho biết bao ông bố bà mẹ. Vậy mà ở đây, trong gian phòng nhỏ này, nhiều bé sơ sinh đã và đang vô tư đón nhận ngày đầu tiên ra đời của mình trong một không gian lạnh lẽo đến gai người, không có được nước mắt, nụ cười và vòng tay âu yếm của người mẹ như bao bé thơ khác. Chỉ cách một vách tường, người nữ hộ sinh đang giải thích cặn kẽ cho một bà mẹ nào đó về cách nuôi nấng, chăm sóc trẻ sơ sinh. Còn bên đây thì dẫu các em có khóc, cười, mớ hay la hét, giãy đạp, cũng chỉ chúng biết với nhau. Mỗi một năm, bệnh viện Từ Dũ bất đắc dĩ đón nhận vài trăm trường hợp bỏ rơi như thế. Có khi người mẹ lén lút bỏ con rồi đi thẳng, không một chút manh mối. Nhưng phần lớn họ để lại chút ít tên tuổi và ký nhận đồng ý bỏ con. Ai có thể ngờ được bé trai bụ bẫm kháu khỉnh này lại là con bỏ của một nữ sinh viên xinh đẹp mới 18 tuổi. Được biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như hoàn cảnh khó khăn, hôn nhân không chính thức, người mẹ bị gạt gẫm. Nhưng hai đối tượng bỏ con chiếm tỷ lệ nhiều nhất là nữ sinh viên và công nhân nữ từ các tỉnh lên thành phố ở trọ làm việc. Đây là điều rất đáng suy nghĩ và cũng trở thành một trong những mối lo cho bệnh viện. Vì vấn đề xã hội phát sinh, chứ mình cũng nghĩ là có những cái trường hợp bà mẹ phải sanh, phải bỏ con. Cho nên cái này là cái phát sinh, cho nên vừa công việc ở đây thì rất nhiều, mấy em cũng thấy rồi đó. Tại vì các cháu, nhất là cái mùa này sanh đẻ rất là đông. Nhưng mà giờ cái sự việc nó xảy ra như vậy thì không lẽ mình để đây để mình nuôi hoài. Thành ra phải ráng, mỗi người gồng một chút. Ví dụ như là mấy cô trong phòng thì phải chăm sóc, phải theo dõi các cháu cho nó tốt. Còn các bác sĩ thì điều trị, còn các cái bộ phận hành chính phụ ngoài thì phải lo hoàn tất giấy tờ của cháu. Tất nhiên là cũng phải có một cái khâu viết lý lịch rồi đi trình ký, rồi phải liên hệ ở trên sở cũng như là trung tâm bảo trợ để đưa các cháu đi đến. Một trong vài nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là người mẹ sinh con khuyết tật. Làng Hòa Bình của bệnh viện Từ Dũ hiện đang tiếp nhận và chăm sóc trên dưới 50 trường hợp như thế. Theo chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp nặng phải chăm sóc đặc biệt, nếu nhà nước sớm có những chính sách xã hội cụ thể cho những gia đình có con khuyết tật loại vừa và nhẹ, thì tỷ lệ bỏ con loại này sẽ giảm bớt. Đối với những bé sơ sinh lành lặn bị bỏ ở bệnh viện, số phận các em coi như đã được định đoạt ở các trung tâm bảo trợ trẻ em, các cô nhi viện. Toàn thành phố hiện có 4 cơ sở nhà nước và 42 mái ấm tư nhân nuôi dạy khoảng 4.000 em như thế. Và nếu con số ấy cứ tiếp tục tăng nhanh thì e rằng xã hội cũng lo không xuể. Một số bé may mắn có gia đình nhận làm con nuôi, vài năm sau do không ưng ý lại đem trả về cơ sở. Thế là các em lại bị mồ côi thêm một lần nữa. Chưa kể đến vấn đề sau 15 tuổi, hạn chót được bảo trợ, các em này sẽ đi về đâu? Ngoài các bệnh viện, các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là một số chùa như chùa Diệu Giác, quận 2, cũng là nơi tiếp nhận lượng trẻ bỏ rơi và mồ côi không nhỏ. Ngoại trừ rất ít bà mẹ để lại bút tích cho chùa, có thể là một lá thư ngắn, có thể là một mẩu giấy nhỏ, phần lớn đều lén bỏ con rồi ra đi không trở lại. 10 năm qua, mái ấm tình thương Diệu Giác vốn được các sư cô ở đây tự lập nên, chưa được nhà nước công nhận, đã nhận và bị nhận tổng cộng hơn 100 cháu, trong đó tỷ lệ bị bỏ rơi chiếm khoảng 1/3. Còn lại là các em mồ côi hoặc lang thang từ đủ mọi tỉnh đổ về. Hai bé gái này bị bỏ rơi tại quán cơm chay của chùa từ tháng Giêng năm 99.
mà theo lời sư Huệ Trí, hai em bé sơ sinh được để chung trong một chiếc giò đệm. Một bé nặng 1,2 kg, một bé nặng 1,4 kg. Và theo thời gian, các em vẫn lớn lên một cách hồn nhiên như bao trẻ thơ bình thường khác. Bắt đầu nhận từ năm 1989 là nhận hai trẻ đầu tiên là do bà ngoại tới xin ăn rồi bỏ lại đi về. Và bắt đầu từ đó về sau này thì cứ mỗi một lần cúng kiến lễ lớn thì hay dư con. Và bỏ nhiều nơi khác nhau, trong quán ăn, trước quán ăn, trong chùa, ngay cả chỗ đền Phật Bà Quan Âm này, và trên chánh điện, và trong xích đu, trong vườn hoa, tới các nơi mà có nhiều trẻ thì khi bỏ tới mà chúng tôi phát hiện được là đã kiến bu rồi. À, nhiều đứa khi bỏ tới là nó nước chảy cùng mình hết trơn á. À, lúc đầu chúng tôi nuôi thì cũng rất là giận, rất là buồn mà giận cho cha mẹ mình đã đem bỏ con như vậy. Nhưng mà tới lúc mà chúng tôi nuôi rồi thấy nó phát triển từng ngày một, nó tập đi, nó tập nói, chúng tôi thương và chúng tôi thông cảm được rằng là có lẽ là người mẹ này là phải đau khổ tận cùng họ mới bỏ con họ như vậy. Với chùa Kỳ Quang, Gò Vấp, một nơi vốn có tiếng về nuôi dạy trẻ khiếm thị rất tốt, thì trong số 104 em được nuôi dạy ở mái ấm Kỳ Quang hiện nay, số trẻ bị bỏ rơi tại chùa cũng chiếm khoảng 30%. Trong đó, khác biệt hơn chùa Diệu Giác là có một số trẻ bị mù bẩm sinh hoặc bị bệnh về não. Nhưng với tấm lòng và quyết tâm của mình, các thầy và cô nơi đây đã giúp nhiều em khuyết tật hội nhập vào cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, một vấn đề nổi cộm lên là tất cả trẻ bị bỏ rơi ở đây, dù sáng mắt hay khiếm thị, đều chưa được chùa làm chứng từ khai sinh. Riêng bản thân của cơ sở thì nghĩ rằng là về chủ quan mình nghĩ mà, thì các em mang cái sự khuyết tật như thế rồi, mình nghĩ rằng là về cái phương tiện mà giấy tờ gì đó thì mình thấy nghĩ chắc em nó cũng không có, mình không có để ý đến cho nhiều. Về cái phương diện mà giấy tờ khai sinh để lập cho một em á, thì phải nói rằng là nó có những cái bước cũng hơi khó khăn đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì phải đôi khi phải tái diễn lại từ đầu nguyên do nào hay trường hợp nào các em vào chùa. Mà chúng tôi nghĩ rằng riêng cái giới khiếm thị của các em ở đây thì nó đơn giản, có khả năng là đơn giản được. Nhưng mà có những trường hợp mồ côi mà nó là sáng mắt, thì những trường hợp này mới là trường hợp chúng ta đáng lưu tâm. Thật ra, ngay cả các em khiếm thị cũng phải cần đến một sự chứng nhận của pháp lý cho sự hiện hữu của mình. Nói gì đến các em sáng mắt thì đây quả là sự thiệt thòi rất lớn. Các cơ sở tôn giáo do chưa ý thức đầy đủ hoặc ngại ngần những thủ tục pháp lý hơi phức tạp nên đã chưa thực hiện tốt vấn đề này. Trường hợp chùa Diệu Giác khác hơn, ngại phiền phức nên các sư cô không khai sinh ngay cho từng em khi mới nhận nuôi, mà để dồn lại khai sinh trễ hạn cho 32 em một lúc cùng đứng chung họ của sư cô Huệ Trí, tục danh Văn Thị Thu Thủy. Thực ra những cái nơi mà họ không làm được bởi vì họ không đảm bảo đúng cái thủ tục. Tại vì là thế này, trong quy định một cái trường hợp thông thường thì người ta yêu cầu phải là xuất trình giấy chứng sinh hoặc là có người làm chứng nếu như không sinh tại bệnh viện. Còn trường hợp trẻ bỏ rơi thì thủ tục không yêu cầu mà thủ tục chỉ đòi là phải lập cái biên bản. Thì đáng lẽ ra khi mà phát hiện thấy trẻ bỏ rơi thì cái cơ sở nuôi dưỡng đấy phải báo với Ủy ban Nhân dân hoặc là cơ quan công an cơ sở để lập cái biên bản về tình trạng trẻ bỏ rơi. Nhưng ở đây tôi cho rằng có lẽ họ nói là họ gặp khó khăn vì họ đã không đảm bảo những cái thủ tục đấy. Mà những thủ tục đấy tôi cho rằng không khó lắm. Ở đây chúng tôi xác định là cá nhân hoặc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em phải có trách nhiệm đi khai sinh cho trẻ em. Đây là cái việc mà họ cần phải làm. Thế cho nên là trong cái câu hỏi đã nêu ra, nói rằng những cái tổ chức này là bỏ, không khai sinh cho trẻ em, thì đây là cái việc mà một trong những cái thiếu sót của họ mà họ phải làm. Trong thời gian sắp tới, quận 2 sẽ thành lập ban điều hành nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác, gồm đại diện chùa và một số ban ngành liên quan. Nếu có sự kết hợp chặt chẽ và đầy thiện ý ấy, hy vọng vấn đề giấy khai sinh cũng như việc quản lý lượng trẻ lang thang vô thừa nhận sẽ được giải quyết mau chóng và uyển chuyển hơn.
Với cơ sở vật chất tương đối ổn định hiện nay, các chùa thật ra đã và đang san sẻ bớt một phần gánh nặng rất lớn cho xã hội. Ngoài bệnh viện và các cơ sở xã hội, trẻ còn bị bỏ rơi rải rác ở các cộng đồng dân cư. Tuy không nhiều bằng nhưng đáng báo động bởi một số cách thức bỏ rơi khá nhẫn tâm, như trường hợp bé sơ sinh bị vứt bỏ tại ao rau muống ở phường 5, quận Gò Vấp. Khi người dân phát hiện, em đã bị lấp đất đến nửa người, trong tình trạng chỉ mới có vài ngày tuổi và thậm chí chưa được cắt cuống rốn. Thời gian qua, em được một gia đình gần đó nhận nuôi. Nhưng điều đáng nói là gia đình này đã có đến 6 đứa con. Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn do là dân nhập cư từ tỉnh vào. Dù gia đình nhất quyết không chịu rời xa bé, nhưng chúng tôi tự hỏi, với điều kiện quá eo hẹp thế này, liệu sẽ còn nuôi em được bao lâu nữa? Với em bé này, vốn bị vứt bỏ gần ngã tư Cầu Cụt, phường 13, quận Gò Vấp, số phận em có may mắn hơn vì được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Có thể xem đây là cách giải quyết ổn thỏa, và nhà nước cũng nên xem xét tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thủ tục xin con nuôi. Cũng như người nhận con nuôi không chỉ nên có sự ràng buộc với đứa bé bằng cơ sở pháp lý, mà phải có cái tâm thật sự để các em có thể chung sống lâu dài. Tại quận Gò Vấp, do diện tích đất nông nghiệp và ao còn nhiều nên việc bỏ con cũng dễ dàng hơn những nơi khác. Và hơn 2 năm nay, hiện tượng ấy đã có chiều hướng gia tăng. Giải quyết vấn đề xã hội này thế nào cho ổn nhất vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Đối với trẻ thì chúng ta nên giao cho những cơ sở là nuôi dạy trẻ mà mồ côi của nhà nước. Rồi sau đó chẳng hạn như nếu mà những người dân có nhu cầu nuôi thì người ta sẽ đến những cái cơ quan đó người ta xin con về là nuôi thì nó hay hơn. Là tại vì trong quận chúng tôi thấy có những trường hợp là gia đình rất là đông con nhưng mà vẫn là xin con, vẫn giữ đứa trẻ để nuôi, làm khai sanh cho con. Thì hiện nay đa số là các hộ gia đình được nuôi thì người ta chưa làm cái động tác này, tức là người ta chưa thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề làm khai sanh. Thật sự dù cho chăm sóc trong các cơ sở xã hội hay là ở một cái nơi nào đó thì các em có được chăm lo một cách đầy đủ về mặt vật chất, nhưng về vấn đề tinh thần cũng là một cái mối lo lớn. Không thể nào mà chu tất bằng một cái em được sống trong gia đình, được chăm sóc của chính những người thân yêu của mình, thì điều đó nó sẽ tạo cho các em có một điều kiện, một môi trường sống tốt, lành mạnh để trở thành một người công dân hữu ích. Từ những vấn đề đó, tôi thấy hiện nay trong thành phố chúng ta do sở quản lý có khoảng trên 4 cái cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, và có cả 42 những cái mái ấm, ngôi nhà mở cũng chăm sóc các em. Nhưng mà điều đó cũng chưa phải là ổn thỏa. Sở cũng khuyến khích ở các cái gia đình có thể nuôi, nhận các em trở về những làm con nuôi của gia đình mình, và làm thế nào để cho các em tạo hội nhập như những cái em bình thường khác là một cái đề tài và một nội dung mà sở cũng quan tâm rất lớn trong thời gian vừa qua. Quả là không có nơi đâu trẻ được nuôi nấng và chăm sóc tốt bằng mái ấm gia đình. Nhưng với một lượng trẻ lang thang khá lớn hiện nay, trong đó cũng có sự góp phần không nhỏ của trẻ bị bỏ rơi, thì việc tăng cường và có chính sách hỗ trợ tích cực hơn đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật là điều nên làm trước. Bởi lẽ, chuỗi ngày lang thang vất vưởng ngoài đời khiến trẻ em có nguy cơ bị xâm hại về đủ mọi mặt, kể cả việc lợi dụng trẻ vào việc ăn xin đã từng rộ lên cách đây ít lâu và hiện nay vẫn dai dẳng tồn tại ở thành phố chúng ta. Nghèo khó, lỡ lầm, bệnh tật là những nguyên nhân chính dẫn đến việc bỏ con. Và nói cho cùng, cũng có những người mẹ vì quá cùng quẫn mới đành đoạn dứt đi núm ruột của mình. Nhưng qua báo chí và tìm hiểu của chúng tôi, có một số người cha hoặc người mẹ
đã vứt bỏ con mình quá dễ dàng và nhẫn tâm, thì đó là một tệ nạn xã hội cần phải được chặn đứng bằng nhiều biện pháp. Cùng với nhịp độ phát triển như bao thành phố khác trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh không nằm ngoài quy luật, tốc độ phát triển tăng tỷ lệ thuận với sự giảm sút về môi trường sinh thái. Để cải thiện vấn đề về môi trường, để làm sao thành phố Hồ Chí Minh vừa là thành phố công nghiệp, vừa có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, đây là bài toán khó đối với ngành du lịch Việt Nam. Song với khu làng du lịch sinh thái Bình Quế, thì Sài Gòn Tourist đã phần nào thành công trong việc tìm lời giải cho bài toán ấy. Dừa nước dì dào như lời thầm thì bên cạnh con đò, với cô gái đang mải miết tay chèo. Một mái lá, một cây dơm và một ngọn gió mát rượi của sông Sài Gòn ùa vào. Tất cả sự đơn sơ mộc mạc kia khiến cho bạn có cảm giác đang đứng giữa một miền quê nào đó của Việt Nam, với cảm giác lâng lâng như đang được trở về với cội nguồn, với thiên nhiên hoang dã, với những gì tinh túy lãng mạn và trữ tình nhất. Bình Quế đã hiện ra như một sự diệu kỳ mà tạo hóa và con người đã tạo ra. Trời xanh mây trắng soi dòng cửu long giang, mênh mông rừng tràm bạc ngàn dừa xanh. Giữa cái ồn ào sôi động của một thành phố công nghiệp, khu du lịch sinh thái Bình Quế hiện ra như một ốc đảo giữa sa mạc, như cơn mưa chiều mát rượi giữa trời Sài Gòn oi ả. Đối với những người có tuổi, Bình Quế là sự tìm về tổ tiên thời khai hoang mở đất. Với trẻ thơ, Bình Quế như người bạn thiên nhiên gần gũi, và với những du khách có khu du lịch sinh thái thì Bình Quế là một nơi thỏa mãn trí tưởng tượng của họ. Nằm giữa mênh mông sông nước, dải đất hình cầu nhô ra ấy được bao bọc bởi những dạng dừa nước xanh thẫm như bảo vệ cho cái hoang sơ hiếm hoi còn lại giữa phồn hoa đô hội, giữa tốc độ đô thị hóa như vũ bão của Sài Gòn. Theo truyền thuyết thì cái dẻo đất này xưa kia đã từng là chốn cập bến đầu tiên của một thời cha ông đi mở đất. Vâng, truyền thuyết muôn đời vẫn là truyền thuyết. Còn con người của xã hội hôm nay luôn cần cù sáng tạo, cũng đã tìm mọi cách để tạo ra cho mình những sản phẩm để đáp ứng nhu cầu bất tận của mình. Và roi đất hình cầu với những bến tự nhiên thoai thoải, với hình dáng dễ nhận từ xa và với sự tiện lợi của lưu thông sông nước, thì Bình Quế Thanh Đa đã trở thành nơi cập bến lý tưởng. Bến đỗ mà Sài Gòn Tourist đã chọn cho mình để tạo ra một quần thể du lịch sinh thái cho những ai vẫn còn mong muốn mỗi buổi chiều được trở về với thiên nhiên, trở về với sự hoang sơ mà có lúc tưởng như đã đánh mất nó bởi tốc độ công nghiệp hóa của một thành phố đang đà phát triển. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6 km, nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc quận Bình Thạnh. Làng du lịch Bình Quế trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn được hình thành từ năm 1987. Đến nay đã trở thành một trong những trung tâm du lịch mà người dân thành phố đã quá quen thuộc.
Với ý tưởng lúc đầu là đơn thuần xây dựng một khu giải trí xanh để những người dân thành phố cuối tuần có thể đến nghỉ ngơi, hít thở một chút không khí trong lành. Thế rồi, cùng với tốc độ phát triển của thành phố, nhu cầu về một khu du lịch sinh thái đã trở nên cần thiết đối với người dân thành phố và cả với bạn bè quốc tế khi đến thành phố làm ăn hoặc du lịch, muốn có một ngày nghỉ thoải mái ở nơi có một bầu không khí thật trong lành. Sài Gòn Tourist đã mạnh dạn đầu tư để khai thác tiềm năng của vùng đất hữu tình này. Bằng sự nhạy bén và sáng tạo, những người làm du lịch nơi đây đã biết kết hợp hài hòa giữa cái đẹp của tự nhiên với cái đẹp do con người tạo ra để có được một bình cuối đáp ứng được mọi nhu cầu về nghỉ ngơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước. Đặc điểm về cái thiên thời và cái địa lợi của chúng tôi ở đây, cái thứ nhất là về cái cự ly từ ở chỗ Bình Quế mà ra tới thành phố Hồ Chí Minh thì nó không xa lắm, khoảng cỡ từ trên dưới 6-7 cây. Và cái thứ hai nữa là đặc điểm là có sông, hiếm có được một cái chỗ nào là nó giống như vậy. Những du khách nước ngoài và nhất là những cái Việt kiều, người ta về đây người ta cũng muốn có một cái gì đó gần gũi mà người ta lâu rồi người ta không có. Đó thì người ta đến chúng tôi, người ta có những cái nhà tranh vách đất, có mái tranh, nhà lá dừa, hoặc là thậm chí có những cái võng đu toàn ten để ngủ, hoặc là câu cá thư giãn bờ hồ. Thì tôi nghĩ rằng một mô hình này thì cũng sẽ hấp dẫn được. Đến những mái nhà tranh ẩn mình dưới tán lá của những rặng dừa xanh biếc được bao quanh bởi những kênh rạch, du khách như lạc vào vùng quê bình dị của đồng bằng sông Cửu Long. Vọng lên tiếng gà gáy trưa làm tỉnh giấc du khách đang đu đưa trên chiếc võng như thuở nào trong tiếng ầu ơ của mẹ. Sự êm đềm yên tĩnh lắng đọng của bình cuối một đưa lại cho quý khách những cảm giác về thuở sơ khai của loài người. Sự trong lành đến tuyệt diệu ấy khiến du khách có thể quên đi những mệt mỏi, lo toan, bận rộn của cuộc sống vất vả thường ngày. Đến với bình cuối một, du khách như khám phá ra một điều gì đó của thiên nhiên, của trời đất bao la, được tắm mình trong thiên nhiên cây cỏ. Cho đến lúc đói lòng, quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã do chính bàn tay của các mẹ, các chị áo bà ba khăn rằn nấu nướng. Ẩm thực thời khẩn hoang Nam Bộ là một trong những dịch vụ của tour du lịch Bình Cuối Một đảm nhiệm, được du khách đặc biệt yêu thích. Với một số tiền nhất định, quý khách sẽ được gắn một chiếc tích kê mang biểu tượng của khu du lịch Bình Cuối và có thể thỏa sức ăn bất cứ món ăn nào ở trong chợ ăn của Bình Cuối Một. Mấy chục món ăn được chế biến kiểu dân dã vẫn còn nóng hổi trên bếp. Mô hình ăn nơi đây quả là độc đáo. Nếu thích, bạn có thể ngồi cùng cô bán ốc hương, anh bán bắp nướng hàng giờ để thưởng thức hương vị đồng quê với những câu chuyện về sự tích những món ăn đó. Nụ cười đằm thắm, giọng nói ấm áp của người bán hàng như hút bạn ra khỏi cuộc sống thực tại, tìm về một làng quê cách đây hàng thế kỷ với cơm nắm muối vừng, với cá lóc nướng chui vàng rộn. Quý khách sẽ có cảm giác như đang cùng sống trong thời kỳ khai hoang mở đất. Với quang, gánh, đũa tre, bát sứ, lá chuối, thúng, mẹt, tất cả những thứ đó đã tạo cho quý khách một cảm giác như đang trở về quê ngoại, được bà, được mẹ cho ăn quà ở một phiên chợ quê vậy. Nếu những món ăn dân dã ấy chưa làm bạn hài lòng, thì ở Bình Cuối 2, với sự hòa trộn giữa hiện đại và truyền thống, sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Những đặc sản của Nam Bộ được chế biến như ý bạn trong những ngôi nhà nổi trên sông, dưới ánh đèn điện giấu mình trong những vỏ sò, lõng hoa, đan tử mây, tre nứa. Nếu thích, bạn có thể lưu lại một đêm ở Bình Cuối 2 trong ngôi nhà đơn sơ mộc mạc để đón bình minh trên sông, để được nghe tiếng côn trùng rì rả và để được sống một đêm cuộc sống dân dã đơn sơ.
để tận hưởng không khí trong lành của một buổi sáng, nơi vẫn còn những giọt sương đọng trên lá cỏ, cảm nhận một làn gió sớm từ sông Sài Gòn thổi vào tận lồng ngực. Du khách sẽ không thể nào quên một buổi sáng đầy tiếng chim, tiếng gà gáy và tiếng rì rào của những rặng dừa bao quanh sông Sài Gòn thơ mộng. Thiên nhiên, sự trong lành của thiên nhiên ở nơi này thật là kỳ diệu. Em tới đây vì em thấy ở đây thật là yên tĩnh. Với lại ở Sài Gòn mà nơi đây có một cái nơi mà có thể rất là cỏ xanh thì rất là nhiều. Nó làm cho con người ta có thể vào cuối tuần dẫn gia đình hoặc là đi cắm trại, hoặc là giải trí. Em rất là thích cái nơi này. Tại vì cái khung cảnh nó khung cảnh thiên nhiên nó rất là đẹp, nó làm cho con người mình cảm thấy thoải mái tâm hồn. Em là người sống ở Sài Gòn đã lâu năm rồi. Và đây là một cái điểm du lịch này thì cũng ra được khoảng một thời gian ngắn đây. Và em cũng là người đến cũng vài lần, khung cảnh ở đây rất là hay và thoáng mát. Ở bình cuối một, du khách có thể hàng giờ kiên nhẫn bên chiếc cần câu chờ một chú cá ham ăn mắc lưỡi để rồi cảm nhận những thích thú bù đắp cho sự kiên nhẫn ấy, thì tại làng du lịch bình cuối hai, quý khách cũng có thể tìm được sự trầm lắng của thiên nhiên cây cảnh, sự độc đáo của cái dân dã mộc mạc. Ở bình cuối hai, du khách sẽ có một cảm giác sôi động hơn, bởi đến đây du khách sẽ được đến với một quần thể kiến trúc nhà nghỉ, nhà hàng, hồ bơi, sân tennis và một dịch vụ tham quan trên sông bằng cano, thuyền buồm hay du thuyền tùy thích. Sự độc đáo của quần thể du lịch này là tất cả những dịch vụ mang tính hiện đại được đặt trong một khung cảnh yên tĩnh và hoang sơ. Đây chính là nơi mà du khách rất hài lòng bởi sự kết hợp thật hài hòa giữa hiện đại với truyền thống, giữa vẻ đẹp của tự nhiên và vẻ đẹp do bàn tay con người tạo ra. Ở bình cuối 2, các bạn có thể thưởng thức những dịch vụ hiện đại trong khung cảnh truyền thống. Một bánh xôi chiên phồng ăn trong một tiệc cưới truyền thống của người dân vùng sông nước Nam Bộ. Một đám cưới mà khách mời là du khách thật linh đình với đầy đủ các thủ tục, từ lễ dạm hỏi đến lễ vu quy của đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là một nét văn hóa khá đặc trưng của người dân sông nước Nam Bộ và của làng du lịch Bình Cuối. Các bạn sẽ cùng bước xuống thuyền hoa để đưa cô dâu về nhà chồng, cùng thưởng thức chén trà, điếu thuốc, chia vui với cô dâu chú rể, với một cảm giác được ở trong bầu không khí gia đình, cộng đồng thật đầm ấm. Có người nói, bình cuối là một bức tranh giao hòa đầy màu sắc giữa con người và thiên nhiên. Vâng, chúng tôi đã cảm nhận thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết khi được tận hưởng những giây phút hít thở bầu không khí nơi đây. Chính những lúc này đây, hơn bao giờ hết, chúng tôi có một mong muốn làm sao để có thật nhiều nữa
những du khách được đến nơi này và có được những cảm giác như chúng tôi. Đó cũng chính là mong muốn của những người tâm huyết với khu du lịch này. Được hỏi về tương lai phát triển của làng du lịch Bình Cuối, ông Chiêm Thành Long cho biết. Nếu mà chúng tôi được sự ủng hộ của các cấp thì cái sự phát triển của chúng tôi sẽ rộng lớn hơn và cái sự rộng lớn này nó sẽ thu hút được nhiều khách hơn trong tương lai, và nhất là cái khách du lịch và khách nội địa. Sông Sài Gòn vẫn hiền hòa trôi, du khách vẫn say sưa với những cánh buồm no gió của mình, những rặng dừa vẫn xanh ngút ngàn và những đoàn người vẫn tấp nập đổ về với Bình Cuối. Thiên nhiên, con người, mối giao hòa kỳ diệu đã tạo nên một làng du lịch tuyệt vời giữa lòng thành phố. Dài truyền thống với vẻ đẹp duyên dáng quyến rũ chứa đựng tâm hồn dân tộc đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng vô tận đối với các nhà thời trang trong nước. Chương trình thời trang và cuộc sống kỳ này xin được giới thiệu đến các bạn những chiếc áo dài lễ hội của nhà tạo mẫu Ánh Linh và họa sĩ Sĩ Hoàng. Có một ngôn ngữ, một tiếng nói, một ý nghĩa riêng. Cảm nhận được ngôn ngữ tinh tế và thầm lặng ấy, nhà tạo mẫu Ánh Linh đã gửi gắm qua những tà áo dài bằng nét đẹp từ ý nghĩa sâu xa của các loài hoa. Là người đã từng dạy cắm hoa, chị Ánh Linh chẳng những yêu hoa mà còn yêu cả ngôn ngữ thầm lặng của nó. Nhưng qua một đóa hoa, người ta có thể hiểu được ý nghĩa tinh tế của người tặng. Hoa làm tăng thêm cảm xúc hạnh phúc, yêu thương, xoa dịu nỗi buồn, hờn dỗi. Có một nhà văn đã nói, ngôn ngữ của loài hoa là ngôn ngữ hùng biện, nói bằng sự im lặng ngát hương, dịu dàng và đam mê. Có lẽ vì thế, bộ sưu tập áo dài Lời Tỏ Tình Của Hoa của nhà tạo mẫu Ánh Linh sẽ tìm được nhiều sự đồng cảm, đặc biệt là ở các bạn trẻ. Ba mươi bộ áo dài được thiết kế từ những loại ren mang hình dáng của các loài hoa. Sự phối hợp giữa vẽ và kỹ thuật ghép voan thành hình các loài hoa trên tà áo dài, và chúng ta sẽ tìm thấy chút thi vị qua những đóa hồng của tình yêu, hoa lis của lòng cao thượng, hoa lưu ly của sự chung thủy, được thiết kế một cách đầy sáng tạo qua từng chiếc áo dài.
Chị Ánh Linh từng được biết đến như nhà tạo mẫu cho những chiếc áo cưới phương Tây. Lần xuất hiện này với một diện mạo mới, đó là cuộc trình diễn ngoạn mục với hơn 30 bộ áo dài lễ hội. Chị vẫn trung thành với đường nét cổ điển ở phần cổ, eo, tà, nhưng cải biên ở phần tay không rắc lăng, tạo sự thoải mái cho người mặc qua chất liệu voan, tơ tằm. Vẫn giữ lấy nét duyên dáng, thước tha, sự kín đáo, nề nếp của áo dài xưa. Những chiếc áo dài mới của Ánh Linh kết hợp thêm sự tiện dụng thoải mái của trang phục hiện đại, ở chỗ người mặc luôn cảm thấy dễ chịu, không bị bó ở vai và tay áo, hạn chế tối đa được các nếp gấp ở nách áo. Lấy kỹ thuật và một số ý tưởng từ áo dạ hội phương Tây, nhà tạo mẫu tạo thêm những đường ren, hoa văn sang trọng trước ngực áo và thay thế nút cài trước bằng khóa kéo sau lưng, tạo cho dáng áo ôm gọn hơn. Sự phối hợp màu theo tông giữa hoa văn của ren, voan lưới với các loại vải tạo cho chiếc áo sự chuyển động về màu sắc cũng như độ bóng mờ.
biệt bộ sưu tập lời tỏ tình của Hoa của nhà tạo mẫu Ánh Linh. Mời các bạn thực hiện một chuyến tham quan nhỏ đến xứ sở Hoa Anh Đào. Mà điều độc đáo là các bạn sẽ cảm nhận được không khí Nhật Bản ngay chính trên những tà áo dài Việt Nam. Đó là những họa tiết truyền thống của trang phục kimono được khéo léo điểm xuyết một cách nhẹ nhàng trên từng tà áo dài. Với bộ sưu tập áo dài Vườn Yêu của họa sĩ Sĩ Hoàng, muốn tặng cho các bạn gái một bộ trang phục giản dị, nền nã và nhẹ nhàng, được thực hiện trên nền vải gấm, điểm xuyết những bông hoa anh đào, hoa mẫu đơn thật xinh xắn theo phong cách Nhật Bản. Với chiếc áo dài này, bạn vừa có thể tham dự những nghi lễ trang trọng, vừa có thể mặc khi đến công sở mỗi ngày. Vẻ đẹp của tạo hóa mà dường như chỉ dành riêng cho sự cảm nhận của con người đã là nguồn cảm xúc sáng tạo của bao ngành nghệ thuật. Người họa sĩ bằng ngôn ngữ của mình lại một lần nữa sáng tạo trên vẻ đẹp đó để nâng thêm sự thăng hoa của tâm hồn. Lấy ngẫu hứng từ những bức tranh hoa nổi tiếng của các danh họa trên thế giới như Van Gogh, Klimt, họa sĩ Sĩ Hoàng đã thể hiện vào chiếc áo dài dân tộc. Chất liệu nhung, sậm màu, vốn sang trọng, lại càng sang trọng hơn bởi những đóa hoa rực rỡ được vẽ khéo léo trên những chiếc áo dài của bộ sưu tập tuyệt tác hoa. Và như thế, hoa của danh họa được thể hiện trên áo dài. Và áo dài được mặc trên những hình dáng dịu dàng của phụ nữ Việt Nam, khi họ cũng chính là những bông hoa đẹp của cuộc đời. Thank you.
kịch nói thành phố Hồ Chí Minh đã từng được thưởng thức vở kịch lịch sử Bí mật vườn Lệ Chi, tác giả Hoàng Hữu Đảng, đạo diễn Thành Lộc. Khi vở diễn đã kết thúc, người xem vẫn khó lòng thoát ra được không khí cổ kính và trầm mặc của một câu chuyện lịch sử đã xảy ra cách đây 500 năm. Phần thiết kế mỹ thuật trang phục cho vở kịch do họa sĩ Sĩ Hoàng đảm nhận. Cũng từ vở kịch này, Sĩ Hoàng đã khám phá được nhiều hoa văn độc đáo trên trang phục của triều đình xưa. Đó chính là ngẫu hứng để hôm nay bộ sưu tập áo dài Vườn Lệ Chi ra đời. Các bạn vừa chiêm ngưỡng một bức tranh sống động và nhiều ý nghĩa qua các bộ sưu tập áo dài của nhà tạo mẫu Ánh Linh và họa sĩ Sĩ Hoàng với chủ đề Áo dài mùa lễ hội. Trải hàng ngàn năm, nền văn hóa dân tộc Việt Nam đã chất lọc nên những tinh hoa hết sức phong phú và đa dạng, trong đó có nghệ thuật ẩm thực. Không chỉ là một thức uống thông dụng và phổ biến, thú uống trà đối với người dân Việt còn như một phong tục, tập quán gắn bó bền chặt sâu xa trong đời sống. Nét văn hóa ẩm thực này có thể nên luận bàn với một vị trí xứng đáng hơn. Với bề dày khá lâu đời, Việt Nam được coi là một trong những quê hương của cây trà. Những cánh đồng trà bạt ngàn ngút xanh ở nhiều nơi như Bắc Cạn, Thái Nguyên đã tồn tại từ bao giờ và vẫn là thế mạnh của địa phương. Ở những vùng như Tuyên Quang, Lạng Sơn còn phát hiện được trên 40.000 cây trà hoang. Có những cây trà cổ tuổi thọ trên 300 tuổi được tìm thấy ở suối Giàng, vẫn thanh xuân sau bao đời cháu chắt. Dù được phát triển ngày càng rộng khắp, nhưng các giống trà cũ thường chịu được nắng hạn và đạt chất lượng hơn giống trà mới. Cứ theo chu kỳ 3 năm, sau khi đốn tỉa chừng 3-4 tháng, đọt trà đã vươn lên cho người thu hoạch với sản lượng tăng đều. Không mượt mà, tươi non bằng trà giống mới, nhưng trà cũ có hương vị đậm đà hơn. Người sành thưởng thức trà ở đâu cũng có và còn thể hiện rõ sắc thái của từng vùng, từng địa phương với cách sinh hoạt lẻ thói riêng. Cách pha đậm đà vị trà trong một bình vừa đủ cho người uống với sự đồng đều về chất lượng khi rót trà là một nét riêng của người dân ở các tỉnh phía Bắc khi tiếp đãi khách. Sự hiếu khách và nhún nhường của bà con được thấy khá rõ qua chung trà ngon, đậm, mời khách ân cần. Cái vị đậm chát sẽ được thưởng thức nhấm nháp để lưu giữ lại nơi người uống sự dịu ngọt cả nửa ngày trời. Tức là cái cách hái và thu hoạch ở đây là như thế này. Tức là khi mà hái búp ấy, là phải đòi hỏi là hái đúng kỹ thuật. Tức là một tôm hai lá, chứ không được hái sơ đầu, không được hái cứng. Đấy là cái cách hái như thế. Còn khi cái tầm chè là để hái thì phải lựa như thế nào cái chè, tùy theo cái mức độ chè. Nếu mà vườn mà nó vươn thì mình để cho nó đủ để lại ở cái búp sau khi hái rồi, nó còn lại là một cá hai chừa. Nhưng mà nếu mà cái chè mà nó không đủ lực thì mình phải liệu mà hái, đừng để cái chè nó bị quá già. Do vậy cho nên là chúng tôi hái là phải do cái con mắt mình quen rồi, thì mình nhận thức, tức là đến cái lúc nào mà cái tầm hái được là mình hái, mình thu hoạch. Thế còn hái về đến nhà rồi thì tuyệt đối không được phơi nắng, không được để nắng và không được để ủ. Khi về đến nhà là phải xanh ra, xanh mỏng ra để cho nó thoát hơi. Thế khi mà rang, sao sấy
Chẳng hạn như cái chè ngoài vườn là nó ngon tuyệt vời rồi, nhưng khi anh đưa về nhà mà khi anh cho vào rang, nếu anh rang không đúng lửa, không đúng tầm lửa, tức là không đúng tầm lửa, tức là bởi vì là trong khi rang thì cái chè tươi thì ở cái mức lửa nó khác, cái chè nó hơi xe đi, cái mức lửa nó khác. Và khi cái chè nó giòn hẳn rồi thì cái mức lửa nó lại phải khác. Do vậy nên nếu không đúng tầm lửa như thế thì cũng không thể đạt tới 100% được. Do vậy cho nên là đây là riêng làm cái chè đặc sản này thì nó do cái cảm nhận giác quan của con người, chứ cũng chẳng có cái nhiệt độ nào đo cả. Thế cho nên là cái cảm quan của con người mà khi nhận thức được khi ở cái tầm chè này thì anh dùng ở cái mức nhiệt như nào thì cái này là do người thôi. Với những kinh nghiệm quý báu ấy, các hộ trồng trà như ông Bùi Xuân Tiến đã làm rạng danh hơn tiếng trà xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Có lẽ được trồng trọt, chăm sóc, chế biến công phu như vậy nên cây trà luôn được người ta thưởng thức như một thú thanh tao đến thiêng liêng. Với mỗi hoàn cảnh, nỗi niềm, chung trà luôn có một sắc màu và hương vị phù hợp để sẻ chia như một người bạn. Nền văn minh lúa nước rất tiêu biểu cho vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, dựa trên nền tảng xóm làng bền chặt. Chính nền văn minh ấy đã ảnh hưởng sâu xa đến các mặt sinh hoạt đời sống của người Việt. Hà Nội được xem là nơi hội tụ văn hóa xóm làng, kết tinh văn minh nông nghiệp lúa nước cổ truyền Việt Nam. Những cái nôi xóm làng ấy vẫn vẹn nguyên ở nhiều tỉnh phía Bắc như xóm Đình, thôn Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Ngôi nhà hơn 300 tuổi này vẫn đĩnh đạc lễ nghi với đời trưởng họ thừa tự thứ 10 là ông Nguyễn Quý Vũ. Chén nước, miếng trầu vẫn làm đầu câu chuyện giữa chủ và khách trong lúc viếng thăm nhau. Hương vị quê hương cũng đậm đà hơn chuyện nghĩa xóm tình làng với trà ngọt trầu cay. Với những bậc trưởng thượng, uống trà là một thú gắn bó nghĩa tình làng xóm qua những nỗi thăng trầm trong cuộc sống. Cái thú ấy cứ được nâng dần lên như một nghệ thuật tùy theo phong cách thưởng thức của con người. Người dân cố đô Huế cầu kỳ với trà ướp sen hồ Tịnh Tâm. Cứ mỗi tối, người ta ra hồ Tịnh Tâm thả đầy sen, cho một ít trà hảo hạng vào những bông sen nở rồi buộc chặt lại, đến sáng hôm sau lấy về pha. Những giọt sương đêm được tỉ mẩn hứng về pha trà, hoàn thiện cung cách uống trà vương giả từng nức tiếng đồn xa. Trà ngon phụ thuộc vào chất lượng, hương vị và thói quen người uống. Có nhiều loại trà như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tân Cương, Móc Câu. Loại trà có những đốm nhỏ trắng như hoa cau, phù hợp với từng sở thích cho người sành trà chọn lựa. Uống trà là một nét văn hóa phương Đông. Từ những lọ sành, sứ, thiếc đựng trà, bộ đồ trà đủ ấm chén đến cách pha đều phải đúng cách. Lượng trà đủ đậm cho một ấm vừa số người uống. Nước pha chỉ là nước mưa hay nước suối đun thật sôi. Nước đầu tiên là để rửa trà và các chén trà, đến nước thứ hai mới pha. Cả ba tuần trà đều được rót cùng một lúc đến giọt cuối, nên sắc và chất trà đồng đều, hương vị luôn ấm nồng bốc khói. Xuất hiện từ đời Đường Trung Quốc, trà đào ở xứ sở rộng lớn này luôn được giữ vững phát triển. Đó là một nét văn hóa trà mà các tao nhân mặc khách thường uống trà trong lúc thưởng ngoạn, tức cảnh sinh tình và đàm đạo chuyện văn thơ. Trà đạo Trung Quốc mang dấu ấn một nền văn hóa lớn của văn minh nhân loại. Khi
Khi du nhập sang Nhật Bản, đã được người dân nâng trà đạo lên thành một nghệ thuật thẩm mỹ thống nhất giữa các ý tưởng của thiền học. Các nghi thức hết sức cầu kỳ khuôn mẫu của một cuộc trà tiếp khách tối thiểu mất từ 30 phút đến 2 giờ đã gắn bó quan trọng trong đời sống tinh thần người dân Nhật, là một trong tứ đạo, thư đạo, kiếm đạo, hoa đạo và trà đạo. Cái trà đạo của Nhật thì nó mang nặng cái hình thức về nghi lễ. Trà đạo của Trung Quốc thì nó mang nặng cái hình thức về thưởng ngoạn, về thưởng thức cái chất trà. Nhưng mà cái trà đạo Việt Nam theo tôi nghĩ trong tương lai thì nó sẽ mang một cái ngoài cái thưởng ngoạn, ngoài cái hình thức nghi lễ ra, nó còn là một cái thể hiện một cái tình bạn, một cái tình hữu nghị và một cái tình người ở trong chén trà Việt Nam. Và cái đó là cái phong cách riêng của Việt Nam mới có cái đó. Quả là một nét riêng khi trà luôn gắn liền với cuộc sống của người dân Việt Nam. Trà biểu tượng cho sự hồn hậu, nghĩa tình, hiếu khách và sự gắn bó tình người của dân tộc. Ở mọi nơi, mọi lúc, trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau, chén trà luôn có mặt như chiếc cầu nối giữa người với người, đồng điệu tri âm. Trà làm tình bạn thêm thiết thân. Trà làm ấm nồng tình chồng nghĩa vợ. Bởi màu sắc hương vị rất đặc trưng, lại luôn được uống lúc ấm nóng, trân trọng, nên trà cần cho những người bạn trà lâu năm với vui buồn, sướng khổ cùng chia sẻ. Trà hợp với những không gian tĩnh lặng, trong lành, lúc người ta lắng lòng, thư thả và suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc sống, tạm lánh xa những tất bật, đua tranh bên ly trà ngon bốc khói. Người dân Việt Nam, đặc biệt là dân Nam Bộ, thường thích uống trà trong sự quyện hòa giữa thiên nhiên với con người. Uống trà với người thân, bè bạn, để tâm tình, bày giải và luận bàn thế sự nhân tình, nên được gọi là ẩm nhi chi kỳ vị. Trà cũng đồng hành với người độc ẩm khi chiêm nghiệm cuộc đời. Những lúc vui chơi, hội hè càng không thể thiếu trà. Chén trà nóng khói, đậm đà hương vị sẽ làm những buổi đờn ca tài tử, nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng Nam Bộ thêm sinh động. Thưởng thức trà, nghe đàn hát là một cuộc chơi tao nhã phong lưu giữa mênh mông trời đất phương Nam. Trà rất kén vùng đất, nhưng khi đã bén rễ xanh cây thì lại rất thủy chung. Các cánh đồng trà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng như khu nông trường trà Minh Rồng này đã tồn tại cả hơn 100 năm. Đa số dân vùng này đều quen thuộc với cái màu xanh non đầy sức sống ấy. Từ trà mộc đậm vị tự nhiên đến trà ướp, nghệ thuật uống trà đã đa dạng hơn. Các hương tự nhiên như hoa lài, ngâu, sói, bưởi luôn quyến rũ lòng người. Trà lài được ưa chuộng nhất vì mùi vị thanh tao. Từ cánh đồng, được hái về từ sớm, những nụ hoa trắng muốt, mỏng manh đã tận hiến cho đời cái tinh hoa mà đất trời đã tích tụ để hương trà thêm ngọt, thêm thơm. Thơm mát, dịu dàng là những cánh hoa sen đã góp thêm hương vị cho trà từ chốn ao bùn. Người dân Việt Nam cũng thích thưởng thức những chén trà ngào ngạt hương sen, tinh tế, nhẹ nhàng. Cuộc sống ngày một đổi thay, phát triển, nhưng thú uống trà vẫn không hề bị mai một. Từ gia đình ra xã hội, trà vẫn được đón nhận theo những cách riêng. Đặc tính giải nhiệt của trà cùng những hiệu quả về sức khỏe của trà đã và đang được nghiên cứu khai thác. Ngày nay, trong nhịp sống đô thị, người dân thành phố vẫn dành một chút thời gian cho trà, những khi thư giãn, trò chuyện hay làm ăn.
Còn với những góc phố của thủ đô, những con cóc bên đường, trà lại mang một hình ảnh quen thuộc, thân thương. Ấm trà ủ nóng người Hà Nội mùa đông và ấm áp qua bốn mùa bình dị đi qua. Những điều nhỏ bé, bình thường, tưởng dễ lạt phai lại cứ hằn sâu vào tâm hồn mỗi người dân từng sinh ra lớn lên ở nơi đây, dù có đi đâu, về đâu. Cũng chẳng phải tự nhiên mà uống trà trở thành một nghệ thuật mang tính văn hóa để giới thiệu với du khách tận phương xa. Đến với tour du lịch xanh của đồng bằng sông Cửu Long, du khách sẽ cảm nhận được sự trong lành, thoáng đãng của thiên nhiên và sự hồn hậu hiếu khách của người dân cùng chén trà thơm mát. Đặc biệt, du khách sẽ không thể quên vị ngọt thanh rất độc đáo của chén trà mật ong, thêm một nét riêng của kiểu uống trà ở vùng sông nước Nam Bộ. Người sành trà còn kén những bộ đồ trà riêng cho từng loại trà, từng hương vị trà khác nhau để mời tiếp tùy đối tượng. Bộ đồ trà luôn bao gồm một ấm, một chén tướng, mấy chén quân và một chiếc khay. Qua thời gian và thực tiễn cuộc sống, cây trà vừa có giá trị kinh tế là một loại cây công nghiệp, vừa có vị trí trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Từ một loại búp, người ta có 4 loại trà: xanh, đỏ, vàng, đen. Nhưng nước ta chỉ sản xuất 2 loại: trà xanh để tiêu dùng trong nước và trà đen dành cho xuất khẩu. Khai thác hiệu quả hơn cây trà trong tiêu dùng và xuất khẩu là vấn đề mang tính thời đại. Đầu tư dây chuyền chế biến trà đã sơ chế từ các vùng nguyên liệu, hoàn toàn tự động khép kín. Công ty Lever Việt Nam đã hiện đại hóa công nghệ sản xuất trà. Máy trộn loại bụi, kim loại, máy sàng loại tạp chất, chống trộn, phối theo công thức riêng đã cho ra đời nhãn hiệu trà cây đa với 2 loại trà Bắc và trà Lài. Để tâm nghiên cứu cây trà và vùng nguyên liệu trà ở Việt Nam từ năm 1993-1994, Lever Việt Nam đã thấy được chất lượng và tiềm năng của cây trà. Đưa kỹ thuật hiện đại vào kết hợp với kinh nghiệm truyền thống, công ty đã có một sản phẩm trà đặc trưng văn hóa dân tộc là cây đa. Mục tiêu của công ty là nguồn nguyên liệu địa phương, nền văn hóa dân tộc và công nghệ tiên tiến. Khâu thử trà, kiểm tra chất lượng thành phẩm được tiến hành mỗi ngày sau từng ca sản xuất. Quy trình cuối cùng này nhằm đảm bảo chất lượng có đúng yêu cầu kỹ thuật, có đồng nhất về chất lượng, không có tạp chất và giữ đúng mùi vị hay không, để kịp thời xử lý. Bằng cách làm nghiêm túc, trà cây đa đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng trên thị trường trong nước và vươn ra xuất khẩu chỉ với một sản phẩm truyền thống rất thông dụng là trà xanh. Tồn tại biết bao năm tháng và vô cùng quen thuộc, nhưng trà vẫn mới mẻ với con người trên bình diện khai thác ngày một tốt hơn, đúng mức và hợp lý hơn. Những giá trị truyền thống mang hồn dân tộc luôn rất đỗi thiêng liêng, quý giá đối với mỗi người dân Việt Nam. Sự hiện diện của trà trong đời sống người Việt vừa gần gũi dung dị, vừa hết sức đặc biệt. Thú uống trà thanh tao như một cử chỉ văn hóa lâu đời. Quanh bàn trà là sự ấm áp tình người, tình bạn với những tâm tình cởi mở, sẻ chia, chuyện đạo, chuyện đời. Người dân uống trà ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong các dịp lễ, Tết, hội hè, dỗ kỵ, họp mặt, tiễn đưa. Biết thưởng thức trà là một nghệ thuật hấp dẫn. Vậy,
tại sao không thể đúc kết nên một trà đạo Việt Nam? Trở lại với cuộc thi tìm kiếm ngôi sao bóng đá trẻ Việt Nam, vòng 2 đã trôi qua được một ngày đầu tiên khá hấp dẫn. Có lẽ vào lúc này ban giám khảo đã tự rút ra được một vài cái tên đáng chú ý. Tuy nhiên có tới 20 em sẽ lọt tiếp vào vòng sau và chưa thể nói được điều gì về kết quả cuối cùng. Chúng ta hãy bắt đầu với phần thi đánh đầu. Tôi thấy rằng thực tế đánh đầu là cần thiết trong bóng đá, nhưng mà đối với bóng đá Việt Nam thì cái đánh đầu đó nó không phải là cái chính, mà thực tế cái tầm vóc người Việt Nam nó bé nhỏ thì nó phải có cái lối đá của người Việt Nam. Do đó nhưng mà thực tế trong bóng đá phải có đánh đầu, và cái khác nhau của câu lạc bộ lý tuyển chọn đó, tức là người ta phải yêu cầu các cháu là phải có cái năng khiếu về đánh đầu, chứ không phải là của mình là như mình trước mình tuyển đó, là chủ yếu là bóng treo và tự bật đánh đầu. Còn đây thì bắt buộc các cháu là phải có cái khiếu đánh đầu, chứ không phải là qua quá trình tập luyện mới có. Bóng đá Việt Nam không phù hợp với lối chơi đầu, điều này có vẻ như là một sự thật, vì trong thời gian qua hiếm có một cầu thủ nào của chúng ta thể hiện được kỹ năng này một cách xuất sắc, và cũng rất hiếm có những bàn thắng bằng đầu đẹp mắt. Thế nhưng đây là một điều có thể thay đổi và nên được thay đổi, đặc biệt là khi mà tầm vóc con người Việt Nam cũng như chất lượng các trận đấu bóng đá ở nước ta có dấu hiệu đi lên. Nội dung thi đánh đầu rất được chú trọng tại cuộc thi lần này. Thật dễ hiểu bởi vì Leeds tới từ nước Anh, một nơi vốn nổi tiếng với lối chơi tạt cánh và đánh đầu. Mỗi thí sinh thực hiện phần thi sẽ phải di chuyển liên tục giữa mỗi lần nỗ lực đánh đầu vào lưới. Điều này không hề đơn giản vì phía trong gôn vẫn còn có người trông giữ. Và trước tiên còn phải phụ thuộc vào cú tung bóng của người đồng đội nữa. Ngoài ra một điều cũng rất quan trọng trong khâu đánh đầu đó là tư thế phải chuẩn xác và đẹp mắt, chọn điểm rơi tốt và cú đánh đầu phải có lực. Qua trao đổi với một số huấn luyện viên, chúng tôi được biết rằng những bài tập đánh đầu không được chú trọng lắm trong những đội bóng Việt Nam hiện nay. Hy vọng những bài kiểm tra của các huấn luyện viên Leeds United lần này sẽ chỉ ra những sự thay đổi cần thiết ngay từ khâu đào tạo trẻ, để trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ toàn diện. Cái đánh đầu trong tất cả các đội của chúng ta, kể cả hạng nhất hoặc là bảng chuyên nghiệp đều yếu, mà thực tế ra vì chính vì thế chúng ta không chú trọng lên cái vấn đề đó, vì thực tế ra thì cái đó là thi yếu thôi, mà để mà thực hiện được cái đó thì yêu cầu bản thân người tác cho các cháu, nhất là cái động tác là phải là phán đoán và phải có cái sức bật tốt, thì lúc đó thì mới là mình đánh đầu được. Và không chỉ đánh đầu đơn thuần mà đánh đầu ghi bàn hoặc đánh đầu để là trong phòng ngự để cản phá nữa, thì phải có cái sức bật và cái phán đoán thật tốt. Đánh đầu là một kỹ năng lợi hại cho các tiền đạo trong khâu tấn công, và để chống đỡ hiệu quả thì các hậu vệ cũng phải chơi đầu rất tốt. Có lẽ anh bạn trẻ này đang có một bài kiểm tra về đánh đầu phòng ngự, bởi vì dù rất cố gắng, em cũng không thể một lần đưa bóng vào lưới. Như vậy là chưa nói đâu xa, chỉ vì sự khiếm khuyết trong kỹ năng này mà rất nhiều người đã tự loại mình ra khỏi cuộc thi vòng 2. Bài thi kỹ thuật cuối cùng trong vòng 2 này là phần thi dành cho những ngôi sao về kỹ thuật. Khác với vòng 1,
các em được tự do biểu diễn những ngón nghề điều khiển với trái bóng. Ở đây, bài thi đưa ra những yêu cầu cụ thể hơn. Do đó, lợi thế cũng thuộc về những em đã được đào tạo cơ bản tại các trường bóng đá. Đầu tiên, hai người sẽ vào thi một và thực hiện tâng bóng bằng hai mu bàn chân 10 lần. Tiếp đó là kỹ thuật tâng bóng bằng đùi, cũng 10 lần cho cả hai chân. Và điều này xem ra dễ dàng đến bất ngờ. Với những người đã lọt vào trong số 60 thí sinh xuất sắc nhất, xem ra bài thi này về độ phức tạp không thể tương xứng với những thử thách trước đó. Kỹ năng tiếp theo mà các thí sinh phải thể hiện đó là tâng bóng bằng đầu. Tuy nhiên khó khăn nhất là lúc mà các thí sinh sẽ phải kết hợp cả ba kỹ năng này trong một lần tâng bóng. Không hề đơn giản, đặc biệt là với những người không vững vàng về tâm lý. Đây là không có những kết quả đánh giá cụ thể bằng điểm số, nên việc thực hiện các động tác không kém phần quan trọng so với việc có thực hiện đủ số lần tâng hay không. Và đây cũng là phần thi cho kết quả khả quan nhất ở cuộc thi vòng 2 này. Với nhiều người, đó như là một sự thư giãn trước khi bước vào những trận đấu sân nhỏ và sân lớn mang tính quyết định ở phía trước. Lít có nhiều cầu thủ đá rất hay. Em rất thích Luka. Đó là câu trả lời của Phan Thanh khi được hỏi em thích ai hơn giữa Harry Kewell và Mark Viduka. Sự lựa chọn dễ hiểu cho một tiền đạo. Phan Thanh Bình là tuyển thủ trẻ của Đồng Tháp và đội U17 quốc gia. Trong lần ra tập huấn tại Hà Nội này, em và nhiều đồng đội khác được ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam cử đi tham dự cuộc thi tìm kiếm ngôi sao bóng đá trẻ. Ở vòng 1, những bài kiểm tra sút cầu môn, dắt bóng luồn cọc hay tâng bóng giống như một trò chơi đơn giản với những người đã có mặt ở đội tuyển quốc gia. Và thật dễ hiểu khi một số người không hứng thú lắm với việc lập thành tích, nhưng Thanh Bình thì không, vì với em đây như một buổi tập, em phải hết mình và hơn nữa cũng còn rất nhiều điều để học hỏi. Ở câu lạc bộ thì bọn em tập nhiều khi cũng những cái động tác cơ bản của các thầy truyền đạt cho mình, như khi mình tập vẫn nhiều khi các thầy vẫn dư có thể là làm đúng làm được, nhưng mà những cái so với ở đây á, đỉnh cao hơn của các chuyên gia lead á, thì họ đòi đúng kỹ thuật và còn phải độ chính xác nữa. Sự nỗ lực hết mình của Phan Thanh Bình đã đưa em lọt vào vòng 2 với thành tích gần như là tốt nhất. Khi mà em cùng với các đồng đội khác có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự cuộc thi vòng 2 thì cũng là lúc mà đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị sang Đài Loan tham dự vòng loại giải U17 châu Á. Chúng tôi đã đưa ra câu hỏi về người được tin tưởng nhất trong đội bóng với cả các cầu thủ và ban huấn luyện. Và đây là những câu trả lời. Bình nó là tiền đạo có biết chấp thời cơ để ghi bàn, tận dụng những cơ hội tốt. Bình đã ghi được nhiều bàn thắng nữa. Dạ, nhiều bàn thắng quan trọng để giúp đội giành chiến thắng nữa. Thanh Bình là cháu có năng lực, có tốc độ và đồng thời khả năng sút bóng của cháu là tốt. Cháu đã xử lý rất nhiều tình huống kết thúc các trận đấu là đều có bàn thắng. Đấy là một cái rất là vui. Và có thể thông qua các cái bàn thắng của cháu là tạo được cái khí thế phấn khởi cho đội. Để có thể giành được một tình cảm như thế từ các đồng đội và ban huấn luyện, có lẽ Thanh Bình không chỉ có tài năng trên sân cỏ, cũng giống như bao cầu thủ khác đã trưởng thành từ trường đào tạo của Đồng Tháp, Thanh Bình có một vẻ ngoài rất dễ gần và đồng đội luôn là một yếu tố rất quan trọng đối với em. Khi em đã được tuyển chọn đi lead thì sau đấy em nghĩ là sẽ có nhiều những cái tư duy chiến thuật hoặc những cái động tác kỹ thuật nữa cao hơn. Em sẽ cố gắng học hỏi, sau đó mình về đây mình sẽ vẫn
cùng các anh em đồng đội tập luyện tốt để mà trình đạo cho nhau. Là một tiền đạo, nhiệm vụ của Thanh Bình trên sân cỏ là ghi bàn. Em đã tỏ ra rất có duyên với điều đó, ngay kể cả trong những trận đấu ở cuộc thi lần này. Hy vọng phong độ đó sẽ được duy trì và đội tuyển U17 của chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Em thì trong đội hình thì em đã thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và cái mục tiêu của em, cá nhân em cũng như là các đồng đội trong đội bóng là phấn đấu thật, thi đấu thật tốt để có thể có khả năng lọt vào vòng chung kết của giải U7 châu Á. Và cuối cùng chúng tôi xin được mang tới một tin vui. Sự quyết tâm của các cầu thủ và ban huấn luyện đã đưa đội bóng U17 Việt Nam vào vòng chung kết giải U17 châu Á qua mặt hai đối thủ Đài Loan và Indonesia. Bây giờ sẽ là phần thi quyết định để ban giám khảo lựa chọn ra hai gương mặt xuất sắc đi tiếp vào vòng cuối cùng. Các trận đấu sân lớn và sân nhỏ, đây là nơi mà các cầu thủ sẽ có thể chứng tỏ mọi khả năng của mình. Cầu thủ kết hợp những khả năng của mình ra sao? Đó là sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, sự di chuyển. Quan trọng nhất trong một trận đấu, đó là trận đấu không chỉ dành cho mỗi cá nhân, họ phải biết cách chơi hòa nhập với các đồng đội của mình. However, they've got to concentrate and do well for themselves because they're all winners already. Như vậy là những yêu cầu của các huấn luyện viên câu lạc bộ Leeds là rất cao, nhưng chắc chắn họ sẽ không phải quá thất vọng. Hầu hết các cầu thủ lọt vào vòng 2 này đều có trình độ kỹ thuật cơ bản rất tốt và điều đó thể hiện trong chất lượng chuyên môn của các trận đấu ở cuộc thi vòng 2 này. Mạnh của các em đã được thể hiện rõ nét, đó là những pha trình diễn kỹ thuật và đặc biệt là khả năng phối hợp trong triển khai tấn công. Nhiều khi người ta có cảm tưởng như các em đã được chơi bóng với nhau từ rất lâu rồi. Điều rất dễ nhận thấy trong những trận đấu như thế này, đó là không thể có những toàn tính được thua và trận đấu luôn diễn ra căng thẳng ở tốc độ cao. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận rằng bên cạnh những thế mạnh kể trên, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu. Một trong số đó là khâu dứt điểm. Rất ít bàn thắng được ghi dù trận đấu luôn diễn ra sôi nổi. Có lẽ một phần là do sự căng thẳng khi phải thi đấu trước sự quan sát của các vị giám khảo.
Một điều tôi muốn nói với các thí sinh đó là hãy thư giãn. Hãy coi đây như một trận đấu tập chứ không phải là một cuộc thi. Có lẽ họ đã bị mất đi một phần sự ngẫu hứng của mình do sự xuất hiện của các ống kính camera và của chúng tôi, những người tới từ Leeds United. Và điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chuyên môn của cuộc chơi. Các trận đấu thực sự là cơ hội để các bạn trẻ sửa chữa những thiếu sót của mình trong những phần thi trước đó một cách rất tự nhiên. Không ai xa lạ với phần thi này, đó là những gì mà họ đã được học từ khi mới bắt đầu làm quen với trái bóng tròn. Cố gắng giành lấy được nó từ chân đối phương, phối hợp với các đồng đội và đưa bóng vào lưới. Tem a chave do cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida. Đây là phần thi mà rất nhiều cầu thủ đã gây được ấn tượng với ban giám khảo. 22 cầu thủ và chỉ có một trái bóng, nhưng cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người. Khả năng di chuyển không bóng và óc phán đoán, tầm quan sát là những yếu tố mà các chuyên gia từ Leeds đánh giá rất cao ở các cầu thủ. Ngược lại, những người cầm bóng nhiều nhưng không chứng tỏ được khả năng hòa nhập cùng với đồng đội đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Đây là thời điểm quan trọng nhất. Ban giám khảo công bố tên 20 cầu thủ lọt vào vòng chung kết, nơi họ sẽ thi đấu một trận với đội vô địch sinh viên Việt Nam. Một trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ tới từ Leeds United. 20 gương mặt của chúng ta, tất cả đều rất xứng đáng khi đã vượt qua được những thử thách thực sự. Sẽ chỉ có một người trong số đó đạt được cái đích cuối cùng, được tới đào tạo tại Leeds United. Nhưng với tất cả các em, tương lai đang ở trong tay. Và những điều tốt đẹp đang chờ đợi bóng đá Việt Nam. Việt Nam từ xa xưa đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt.
những làng nghề thủ công truyền thống mà những cái tên đã trở nên thân quen trong tâm thức của người tiêu dùng như Tân Châu, Mỹ A, Hà Đông, Vạn Phúc. Với nguồn gốc từ thiên nhiên, tơ lụa Việt Nam có ưu điểm là nhẹ nhàng, thoáng mát, phù hợp với điều kiện khí hậu và con người Việt Nam. Những sản phẩm được làm ra từ tơ tằm có nhiều chủng loại như voan với chất liệu mềm, trong suốt, tạo sự mong manh quyến rũ. Lụa tơ tằm với chất liệu mềm, rũ, tạo sự tha thướt, bay bổng. Taffeta với chất liệu hơi cứng, đứng dải nhưng đạt độ bóng bẩy cao. Đuổi với chất liệu dày, mình sợi thô nhám. Lãnh Mỹ A còn gọi là tơ xuyên với màu đen bóng truyền thống. Vẻ đẹp của lụa tơ tằm chẳng những làm duyên dáng thước tha cho bao tà áo của các thiếu nữ, mà nó còn thật nên thơ trong hồn thơ của bao thi sĩ. Chẳng vì thế mà có lần Nguyên Sa đã từng thốt lên: "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông." Truyền thống với vẻ đẹp duyên dáng chứa đựng tâm hồn dân tộc đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng vô tận với các nhà thiết kế thời trang trong nước. Và nó càng trở nên quyến rũ hơn khi được may trên nền lụa tơ tằm. Chiếc áo dài truyền thống với đường xéo rất lăng được thiết kế trên nền lụa Hà Đông, Vạn Phúc, có trang trí bằng những đường nét của hoa văn cung đình triều Nguyễn, làm đẹp thêm cho dáng lụa Việt Nam. Thế giới là quay về với những chất liệu thủ công truyền thống mang sắc thái văn hóa dân tộc đặc thù của mỗi vùng. Các nhà tạo mẫu Việt Nam cũng đang sáng tạo ra những bộ sưu tập thời trang mang nét đặc trưng văn hóa dân tộc, đồng thời vẫn thể hiện dáng dấp hiện đại hòa nhịp với cuộc sống hôm nay. Với mục đích góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống và nhằm phát huy tay nghề của những người thợ thủ công ở những làng nghề truyền thống, các nhà tạo mẫu Việt Nam đã giới thiệu với công chúng, những người tiêu dùng trong và ngoài nước, bộ sưu tập thời trang được thiết kế trên nền tơ lụa truyền thống. Xuân năm nay thì tôi đưa ra bộ sưu tập mới, ứng dụng tất cả các tơ sợi của Việt Nam vào trong bộ sưu tập của tôi, như đuổi, tơ tằm, taffeta, vân vân. Đó là những chất liệu truyền thống của người Việt Nam. Ví dụ như là tơ tằm mềm thì ứng dụng cho áo dài, còn đuổi hay taffeta thì ứng dụng cho những trang phục dạ hội hay áo cưới hay là thời trang trẻ, vân vân. Thì với ý tưởng là chọn những hoa văn cung đình của triều Nguyễn vào toàn bộ bộ sưu tập để có độ xuyên suốt của bộ sưu tập, tôi giữ lại những cái tay áo tròn rộng, những bâu cổ giặc hò, cổ bà lai, vân vân.
Riêng áo dài thì vẫn giữ nguyên chiếc áo dài cổ điển, còn áo bà ba thì có phần ngắn hơn, đi với những chiếc quần tây bó để tạo sự trẻ trung. Còn thời trang trẻ thì vẫn cách điệu từ những đường rắc lăng, những đường tay nối hay những vạt áo xẻ đinh của trang phục truyền thống của mình. Thì tất cả đều mang một nét chung là trên nền vải của Việt Nam. Lụa không chỉ duyên dáng thướt tha từ những tà áo dài mà đẹp cả trong những mẫu trang phục sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Tơ lụa Việt Nam được ứng dụng trong thiết kế của các nhà tạo mẫu thật đa dạng và phong phú. Đó là mẫu áo bà ba, thời trang dạo phố mà các bạn sẽ thấy được nét đẹp truyền thống mà các nhà tạo mẫu đã đưa vào trang phục hiện đại một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, theo xu hướng mới của thời trang đương đại. Chiếc áo bà ba Nam Bộ với đường xẻ đinh, túi đắp truyền thống được thiết kế trên nền lụa, taffeta, voan và đuổi, được điểm xuyết một vài họa tiết ở đúp tay áo, trên ngực áo hay ở gấu quần, thật nhẹ nhàng và hài hòa. Từ những mẫu trang phục sử dụng trong cuộc sống thường ngày cho đến những mẫu trang phục mặc trong các lễ hội, dạ tiệc, tơ lụa Việt Nam được ứng dụng trong thiết kế của Liên Hương thật đa dạng và phong phú. Với các mẫu áo bà ba, thời trang dạo phố được thể hiện bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chất liệu và sự phối màu hài hòa trên những sắc màu truyền thống của tơ lụa Việt Nam, cùng những thủ pháp trang trí như vẽ, thêu, kết cườm, đã cho ra đời những kiểu dáng trang phục vừa mang tính hiện đại, vừa mang đậm nét dân tộc Việt. Phục dạo phố này thật duyên dáng và trẻ trung, với những đường nét thiết kế hiện đại như những hoa văn nhấn ở vạt áo, tay áo, nhằm đưa chất liệu truyền thống hòa nhập vào cuộc sống. Thank you.
Và sau đây là những mẫu áo cưới và dạ hội thực lộng lẫy được thiết kế trên nền lụa tơ tằm và táp ta, đã tôn thêm vẻ duyên dáng của các thiếu nữ trong ngày cưới. Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chất liệu và sự phối màu hài hòa trên những sắc màu truyền thống trên nền tơ lụa Việt Nam, cùng những thủ pháp trang trí như vẽ, thêu, kết cườm, đã cho ra đời những kiểu dáng trang phục vừa mang tính hiện đại, vừa mang đậm nét dân tộc. Trong ngày vui thiêng liêng của cả một đời, cô dâu nào cũng muốn mình thật xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc soiree trắng muốt. Chương trình Thời trang và cuộc sống kỳ này muốn giới thiệu đến các bạn một phong cách áo cưới mới được thiết kế trên nền tơ lụa truyền thống. Hy vọng sẽ giúp các cô dâu xinh xắn và đáng yêu hơn trong ngày trọng đại của cuộc đời. Cưới lộng lẫy không ngừng được làm đẹp thêm qua mỗi mùa lên xe hoa của các thiếu nữ. Năm nay, chất liệu dùng để may áo cưới chủ yếu là lụa taffeta, voan nhũ, đặc biệt lụa tơ tằm đã được đưa vào để thiết kế trang phục cưới dạ hội. Kiểu dáng áo cưới cũng được cải tiến nhiều, chủ yếu nhấn vào những đường nét của mảng khối, tạo nên vẻ đẹp đa dạng mà vẫn giản dị. Bên cạnh đó, sự lấp lánh của đồ trang sức bằng đá quý, pha lê, hạt kim sa, hạt trai càng làm sáng lên những bờ vai thon, những đôi tay nhỏ. Vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết mà chiếc áo cưới mang lại, các cô dâu sẽ trở nên tự tin và quyến rũ hơn khi khoác lên mình chiếc áo của ước mơ. Việc ứng dụng tơ sợi Việt Nam trong thiết kế thời trang cũng có nhiều khó khăn với những hạn chế nhất định về mặt chất liệu và sắc màu. Nhưng vượt lên trên hết là sự khôi phục và phát huy được tính dân tộc trong thời điểm hiện nay. Trở về nguồn cội, đó là tâm thức của người thiết kế để cân nhắc, lựa chọn và chú trọng đến cái hồn của dân tộc, để tà áo lụa trong tác phẩm của bao thi sĩ
mãi mãi đẹp và nên thơ. Hương cúc mong manh tà áo lụa, tình thu dài mãi chúc dư vang. Các bạn vui lòng like, comment, subscribe.